Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và Diễm đang có mặt tại Sài Gòn chứ không phải là đi miền Tây cùng với gia đình nhà anh Hải nha các bạn. Thì thực sự là hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với Phạm Dũng và gia đình các bạn ạ. Đó là ngày 21 tháng 6, ngày mà mình chính thức khởi công ngôi nhà xây tặng mẹ sau nhiều tháng, nhiều năm chờ đợi các bạn ơi. Nhưng mà phải nói là người ta nói là xây nhà mà vào đúng cái thời tiết mưa thì vô cùng tốt đẹp luôn. Thì ngày hôm nay là ngày mà cả ngày thành phố Hồ Chí Minh đều mưa, mà mưa tới bây giờ càng ngày càng to hơn các bạn. Thì phải nói là mình vô cùng vui và háo hức khi mà được chia sẻ cái thông tin này tới khán giả kênh Phạm Dũng. Tại vì có rất nhiều khán giả kênh Phạm Dũng cũng trông đợi cái tin tức này. Nhưng mà nếu như các bạn muốn xem kỹ hơn thì có thể qua kênh Phan Diễm Vlog nhé bạn. Ngày hôm nay thì bạn Diễm có quay chia sẻ một chút về cái quá trình tháo dỡ ngôi nhà cũ trước khi xây nhà mới. Còn tối ngày hôm nay cũng là một cái buổi tối rất là đặc biệt khi mà lần đầu tiên mình chính thức review một món ăn chay trên kênh Phạm Dũng sau nhiều năm đi review ở Sài Gòn nhé các bạn. Thì thực sự nó cũng là một cái duyên thôi. Trước khi mình review một món ăn nào đó trên kênh Phạm Dũng thì cái việc đầu tiên đó là cái duyên. Thứ hai nữa là mình đi dạo khắp đường phố Sài Gòn để mình tìm quán ăn. Nhưng mà riêng với ngày hôm nay là mưa quá lớn và mình cũng không có thể đi ở ngoài đường phố được. Mà mình đã lên mạng mình tìm hiểu thì vô tình thôi, cái quán chay này nó lại đập vào mắt Phạm Dũng và mình cực kỳ thích luôn. Chính vì vậy mà mình quyết định là review cái quán ăn chay trong clip ngày hôm nay các bạn ạ. Thì đối với bạn Diễm hôm nay, bạn Diễm có cảm nhận được nó là một ngày vô cùng đặc biệt không bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Mình cảm thấy là cũng mọi thứ rất là trùng hợp với nhau. Trong buổi chiều ngày hôm nay mà Diễm nghĩ là được thưởng thức, được giới thiệu với các bạn với một cái bữa ăn chay ấy, thì đó sẽ là một cái điều rất là hợp lý. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm nay là ngày mà mình tháo dỡ đi căn nhà cũ, nhà rất là nhiều kỷ niệm, để mình bắt đầu là chuẩn bị cho một cái hành trình mới, đó là xây dựng mới lên. Và mình làm một bữa chay thanh tịnh thì nói là quá là tuyệt vời luôn. Ra là có một cái cũng nhiều cái trùng hợp các bạn. Ngày hôm nay là mưa rất là to trên thành phố luôn nha. Và nếu mà các bạn có đọc báo thì các bạn cũng thấy là hôm nay là ngày 21 tháng 6, ngày Cách mạng báo chí Việt Nam này. Và ngày 21 tháng 6 này cũng là ngày dài nhất trong năm 2024. Và cái quan trọng hơn nữa là ngày hôm nay cũng là một ngày mà Diễm bán được rất rất nhiều củ hủ dừa sấy khô luôn. Nên là cảm giác mình cũng rất là phấn khởi các bạn ạ. Nhiều khi người ta nói là tâm linh không đùa được đâu. Nói vui thôi mà nó cũng có một cái chút gì đó rất là thực tế luôn. Tại vì ngày hôm nay một cách vô tình thôi các bạn. Mà nhiều cái sự kiện vui vẻ và đặc biệt nó diễn ra. Như các bạn đọc báo thì sẽ biết hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong vòng 228 năm vừa qua luôn. Đó là cái ngày 21 tháng 6, ngày bắt đầu mùa hạ. Nó đến sớm hơn một ngày so với 228 năm vừa qua đó bạn chứ. Quá là đặc biệt luôn. Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất là may mắn để làm những việc lớn. Thôi thì mình sẽ bắt đầu đi vào quán chay để cùng với tất cả bạn thưởng thức nha. Tại vì ngày càng mưa to hơn rồi. Cái con đường ở trong cái khu vực này thì mình cảm giác là khu vực rất là khu nhà giàu các bạn. Chính và xác. Yên tĩnh và rất là đẹp, nhà to thôi các bạn ạ. Đây là một cái khu vực mà các bạn có thể thấy là rất nhiều những ngôi nhà biệt thự. Và nếu như có quán ăn thì cũng là quán ăn lớn các bạn ơi. Và những quán ăn rất là chất lượng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình mới quyết định là vào cái quán ăn chay ở khu vực này. Quán Meta. Đây là nhà hàng chay Meta nha các bạn. Mở cửa từ 7 giờ sáng tới 21 giờ. Nhưng mà có một cái là bình thường nha, mà mình đi mà liên hệ với chỗ nhà hàng chay, thường họ hay mở những loại dòng nhạc thiền á bạn, để cho tâm thanh tịnh. Nhưng mình đôi khi liên hệ thì người ta không thích nhạc được. Nhưng mà rất là duyên là hôm nay gọi một phát để hỏi là nhà hàng hỗ trợ luôn. Chào em. Dạ, em nha. Và anh đi ba người. Nhưng mà có hàng ngàn người đang ăn cùng với tụi anh trên clip. Em có thể chia sẻ một tí là nhà hàng của mình là ở đây hoạt động lâu chưa em ha? Dạ, quán em thì cũng hoạt động cũng khá là lâu rồi. Em được biết là quán cũng hoạt động từ khoảng 2018. Dạ. Và lại cũng có trải qua một lần tu sửa. Dạ, nên là bây giờ nó mới hoàn thiện cái giao diện như bây giờ. Ôi, nếu mà cái này mà trời không mưa nhìn nó còn đẹp hơn nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Do là mưa nên là nó sẽ hơi tối một chút so với cái ánh đèn vừa phải của quán. Dạ, đúng rồi. Nếu mà không mưa thì bọn em sẽ kéo cái bạt ra thì ngoài đây nó sẽ là không gian mở. Dạ, đúng rồi. Còn kéo được bạt ra nữa hả? Dạ, đúng rồi. Là view, là view trời đúng không? Dạ, đúng. Trời ơi, cái này mà đi buổi trưa mà kéo cái bạt ra mà ngồi đây ăn thì vô cùng tuyệt vời luôn. Cảm giác là vừa đi ăn để tâm thanh tịnh với lại là chữa lành luôn các bạn. Nhưng mà khi mà đi vào nhà hàng này thì cái gì rất là thích đó là cái không gian xanh ở đây. Và họ làm theo kiểu là rất là nhẹ nhàng và có một không gian Phật giáo đúng không? Dạ đúng rồi. Mình lại đây xem thử được không? Mình tham quan sơ qua quán một chút nha. Thì đầu tiên là thoáng.
thứ hai là bàn ghế gọn gàng và cái cách trang trí thì nó ấm cúng gần gũi. Đây có một không gian rất là đẹp luôn này các bạn này, dễ thương quá ha. Ở đây thường là đông khách nhất là tầm mấy giờ em hả? Giờ thì nó sẽ trong khoảng sẽ là 6:30 hoặc là đến 7:30 tám giờ buổi tối. Dạ đúng rồi. Buổi trưa thì trong khoảng là giờ mà kiểu giờ hành chính mà giờ trưa ăn trưa của các anh chị làm công ty công sở chẳng hạn. Dạ. Theo như lịch thiên văn á, lẽ ra ngày hôm nay là ngày vô cùng nắng nóng luôn. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại mưa, mà mưa cả ngày luôn ha. Dạ, em có thấy nó lạ không? Em cũng thấy hơi lạ. Hôm nay thì em cũng được biết là như là hôm nay là cái ngày mà gọi là mặt trời sáng, gọi là ngày dài nhất. Đúng rồi, dài nhất trong năm. Và ngày hôm nay cũng là ngày đặc biệt nhất trong 228 năm luôn. Dạ. Đây là anh em mình gặp nhau là cái duyên đấy. Đúng rồi, đây là em phải tư vấn nhiều món ngon chị nha. Dạ. Ở đây thì mọi không gian ở đây có rất nhiều chỗ để các bạn ấy. Bên trong đó thì phía trong đó là một con bàn đúng không? Dạ đúng rồi. Đây. Ở đây chị thấy là mình bán cả bánh mì chay luôn hả? Dạ, hồi xưa thì còn bán, còn bây giờ thì bên em ngưng rồi. Dạ. Đây này, đây là những cái quầy order ha. Quầy này thì gọi là khu ngân, khu ngân với lại cho bếp gỏi. Cảm giác dễ thương như một cái quán ăn ở Đà Lạt bạn Diễm à. Chiêu chiêu ấy, rất là sạch sẽ, gọn gàng nha các bạn. Và đây là các bạn thấy là mình có thể nhìn thẳng vào cái không gian bếp, cái nơi mà người ta có thể bày trí một đĩa đồ ăn ra cho mình ấy. Đấy, nhìn rất là thấy rõ luôn nè. Mà ở trên là vẫn còn tầng nha các bạn, tùy theo các bạn thích cái không gian nào thôi. Mà quán này là có hai mặt tiền nha bạn Diễm. Phía sau mình gọi là cửa hậu á, là ra một cái đường lớn đó, rất là nhiều biệt thự phía sau luôn. Đây, ở phía trên là vẫn có nha các bạn, mà mình sẽ đi ra bàn luôn. Đi, mình chọn một vị trí để ngồi order món đi. Bên này mình thích là những cái không gian mà cây xanh xung quanh mình. Thì ở đây có hai góc, phía bên tay trái và tay phải ngay cửa quán luôn là có những cái mảng xanh rất là lớn. Một là mình ngồi đây này. Đấy. Hai là mình ngồi ở trên này. Đó, và bây giờ thì mình có thể là chờ lựa một cái bàn ở vị trí này luôn. Cái không gian này thì hiện tại là chưa có khách, cho nên là mình có thể là ngồi mà không ảnh hưởng tới ai hết các bạn ạ. À, em ơi. Dạ. Nhờ em tư vấn món giùm chị nha. Ôi bạn gì hôm nay là ngồi ăn dưới một cái cây thật và cây lớn luôn nha. Hình như là cây sung ha. Há miệng giờ sung. Chia sẻ với tất cả khán giả kênh Phạm Dũng là thực sự là trong hơn 4 năm vừa qua là mình đã từng có một số lần liên hệ với các quán chay để review. Nhưng mà không hiểu sao là chưa có duyên. Nhưng mà ngày hôm nay mình vào quán này là hỏi một cái là mọi người ok ngay và tắt nhạc ngay luôn. Cái lý do lớn nhất mà mình không review quán chay được là mọi người mở nhạc Phật giáo, nhạc thiền và mọi người không chịu tắt. Em ơi, nếu chị là một thực khách lần đầu tới này, em có thể tư vấn cho chị những món nào ngon nhất của nhà hàng mình không? Thực ra thì quán em thì nó cũng không có, nó gọi là nhân ngon nhất. Thì em thấy thì nó sẽ là khá là đồng đều á. Thì là khách cũng order hầu như là nó đồng đều nhau hết. Em thì là em xét từ đầu đến cuối cho chị coi ha. Ok. Dạ, đây là món đồ ăn, món ăn nhẹ thì nhẹ. Cái này thì đa số nó sẽ là có món chiên với lại đúc lò. Dạ. Thì món chiên thì chị có thể thử bên em là cái đậu hũ non chiên xù hoặc rồi, đầu tiên cho chị đậu hũ non chiên xù này. Dạ. Chả giò bên em với lại nấm nướng cũng khá là khác. Nấm nướng hả em? Dạ đúng rồi. Rồi cho chị một đĩa nấm nướng, một chả giò gạo lứt. Dạ. Cái nấm nướng này thì sẽ có hai loại ấy, là sa tế hoặc là dầu hào á. Cho chị dầu hào đi. Dạ. Đó. Đây là có rất là nhiều này. Mình vừa vào quán cái là mưa còn to hơn nữa. To hơn luôn các bạn. Cho chị một gỏi rau má. Gỏi rau má. Ở đây chắc không có gỏi củ dừa em ha. Dạ đúng rồi, bên đây thì không có gỏi đó. Khi mà anh tìm thông tin về quán mình nhá, thì anh thấy có những cái hình là những cái gọi là combo rất là đẹp luôn. Thì có thể có cái combo là để mình gọi một phát cho tiện. Dạ, combo thì cái này thì nó sẽ là có cơm, có canh đi kèm. Dạ, cơm và canh đi kèm. Phần, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, nó theo phần hoặc là nó cũng khá là lớn á, mình cũng có thể xe ra là hai người ăn. Thế em cho chị một phần cơm như thế này như hình minh họa. Dạ, luôn. Dạ đúng rồi, cái này là cơm chiên trái cây nha. Ok, với lại canh đúng không? Dạ đúng rồi. Đây. Giá thì mình để ý là cũng rất là hợp lý ha. Trên dưới 100 ngàn một phần. Em ơi, cho chị một phần này bún mít luôn. Dạ, còn cái này là bún chả thì là mâm mít ạ. Thế cho chị một mẹt này luôn nha. Dạ vâng. Mẹt chả ha. Nhìn cái menu là rất là dễ thương. Cái
cái đó là xiên nướng bánh hỏi. Thực ra cái món này thì bên em cũng là làm gia công từ đầu đến cuối luôn, tức là cái xiên nướng này bên em cũng tự làm. Cho chị một cái dừa ấp nấm. Và ở đây còn có lẩu nữa. Nhưng mà các bạn biết là khi mà Diễm nghĩ là khi mà mình này cùng với rất là nhiều khán giả sẽ có cùng một cái suy nghĩ là mình đi vào nhà hàng chay, mình gọi những món thuần chay luôn, nó không có những cái tên mặn ở trong này nha các bạn, những món tên rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, bây giờ thì sẽ gọi em cho hết món lên mình chị luôn nha. Dạ. Ở đây nước uống mình có gì em ha? Dạ, nước uống bên em thì nó sẽ có là nước ép, đặc biệt là có rau củ ép hoặc là trái cây mix lại với nhau. Dạ. Chị có thể tham khảo bên này nha mẹ. Bên em thì có menu nước riêng. Dạ. Hai menu. Dạ đúng rồi. Menu. Thì menu nước thì nó cũng khá là đơn giản, nó sẽ có nước ép này, nước ép rau củ hoặc là trà. Dạ. Sữa chua hoặc kombucha. Dạ. Ở đây này rất là chu đáo nha các bạn. Các bạn mà có đang nhức đầu ấy thì các bạn gọi một cái nước ép nhức đầu này. Ủa? Có bị tiểu đường thì gọi thì người ta sẽ phối cái loại trái cây nó phù hợp với bệnh tình của mình. Nước ép nhức đầu à? Rồi hôm nay là có phiền muộn luôn này, rồi giải rượu, hôm qua không uống rồi cao huyết áp, nhịp tim, tăng cường trao đổi chất. Đấy. Rất là thực tế đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em ơi cho chị 3 ly detox đi. Dạ. Thanh lọc cơ thể đúng chuẩn ngày hôm nay luôn các bạn. Ở đây thì ngoài ra còn có mứt thi nữa này, hoặc là sữa chua, rất là nhiều loại. Nếu mà buổi tối tới đây thì Diễm nghĩ là mình có thể là có cái bữa ăn nhẹ nhàng, hoặc là đặc biệt là buổi trưa. Buổi trưa thì mình có thể ra uống nước ép này, ăn sữa chua, rất là trong lành luôn. Trước khi anh kết thúc cái phần order ấy, thì cho anh hỏi chút là hôm nay cũng là một cái ngày giống như là anh đi ăn mừng đó. Thì dạ. Em thấy là còn thiếu món gì để mà gọi để nó gọi là đi ăn chay nhưng mà cũng ăn mừng, nó tương mừng được không? Nếu mà vậy thì em nghĩ là mình có thể, nếu mà món ăn á thì bên em thì nó cũng khá là đồng đều nhau, ý là nó cũng nhẹ nhàng á, tức là kiểu theo cái không theo cái dạng là kiểu như là nếu mà mình muốn vui thì nó sẽ vui, giờ nếu mà mình buồn thì nó sẽ gọi là buồn á, gọi là nó tùy theo tâm trạng của mỗi người thôi. Vậy thì nói dễ hơn gọi là có cái món gì mà nó hoành tráng hoặc là nó đậm đà, nó đặc sắc hơn một chút nữa không? Còn cái thiếu cái gì mà anh chưa gọi không? Cái anh mà nãy giờ chị đã gọi là có thiếu sót gì không ấy? Dạ. Em thấy thì đa số nó cũng là những cái món khách cũng hay order rồi ấy ạ. Nhưng mà chị thiếu một cái lẩu. Đấy. Đúng rồi. Lẩu. Cái lẩu. Anh chay là phải có lẩu nữa. Em ơi bây giờ chị gọi lẩu nào là đặc biệt nhất em ha? Còn ba cái này. Dạ. Ba cái này thì em là sơ qua cùng tên là lẩu nha. Còn cái này là lẩu có bất kỳ. Cái này là lẩu lông biển, còn cái này là lẩu tôm dung. Dạ. Và sơ qua thì cái này vì nó sẽ hơi cay một xíu. Dạ, tại vì nó theo kiểu dạng Hàn Quốc ấy. Dạ. Lẩu lông biển thì nó sẽ không cay. Dạ. Còn cái lẩu tôm dung này thì vị nó chua cay khá là dễ ăn. Cái lẩu tôm dung này cũng là khách hay là order. Tức cho chị một cái lẩu tôm dung. Dạ. Với lại là cho chị thêm cái trong một cái mì bắt chuẩn ngay á. Dạ, thế là thực ra thì cái mì đó bên em cũng như bán hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Ok, thêm cho chị một cái set lẩu này nha. Rất là tốt rồi. Lên hết món. Dạ. Đây em xin phép tổng lại order nha. Dạ. Là mình có được một cái đậm hũ chân xù, một cái chả giò gạo lứt, một cái nấm nướng dầu hào, một cái gỏi rau má, một cơm chiên trà cây, một cái bún chả thì làm mâm, một xiên nướng bánh hỏi, một dừa ấp nấm, một cái lẩu tôm dung nhỏ với lại ba ly detox. Dạ. Okay. Em cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Đúng quá. Nhưng mà thật sự luôn các bạn, là ngày hôm qua thì mình có một cái bữa tiệc hải sản với anh Hải, thì phải nói là rất là nhiều bạn cũng comment nói là sao ăn uống hoang phí thế, thì hôm nay là mình quyết định là ăn chay cũng hợp lý. Ra là có nhiều lý do các bạn, đôi khi là mình là một kênh ẩm thực này, rồi là kênh vlog nữa, cho nên là nó có rất nhiều yếu tố. Rồi anh em gặp mặt thì luôn có những cái bữa tiệc nó đặc sắc để gửi tới khán giả trên Phạm Dũng, cho nên là hy vọng rằng mọi người xem video của tụi mình thì sẽ trong một cái tâm thế giải trí nhất có thể các bạn ạ. Bây giờ thì chắc là mình sẽ chờ món ăn lên để xem là sau rất là nhiều năm khán giả kênh Phạm Dũng chờ đợi thì mình sẽ có một cái bữa ăn chay như thế nào nhé các bạn. Mưa to lắm rồi các bạn ạ. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức đại tiệc chay với team Phạm Dũng tại Sài Gòn nha. Thì phải nói ngày hôm nay khi mà nhìn thấy bàn thức ăn chay này thì mình vô cùng vui luôn. Tại vì lần đầu tiên mình giới thiệu món ăn chay mà lại có nhiều món ăn ngon được chuẩn bị rất là chu đáo và hấp dẫn như này. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy là các cái món chay này thì sẽ có nhiều phần rau và đặc biệt là đậu hũ này. Nhưng mà một trong những món chay mà được mọi người rất là yêu thích đó là món chả giò chay. Đây.
Còn bên này là một món gỏi rau má đó mọi người. Đúng rồi, gỏi rau má. Còn đây là bánh hỏi cuốn với các loại rau và có cả đậu hũ chiên nữa. Còn bên này, đây là món gì bạn Diễm à? Cũng là đậu hũ này, có cái phần gì đó giống như chả cá và thì là. Thì là ấy. Làm cho mình nhớ tới món chả cá La Vọng. Gỏi cuốn này. Mình tạm gọi là gỏi cuốn ha. Còn lại. Đây là đậu hũ chiên này. Mình sẽ có một nồi lẩu, trong đó cũng có đậu hũ, bún và các loại rau nấm. Đây là nồi nước lèo. Nồi lẩu đó. Ngoài ra thì mình sẽ còn một vài món ở trong các cái niêu này nữa. Nhưng mà ăn đến đâu mình sẽ giới thiệu đến đó. Tại vì nếu bây giờ mình mở ra, nó sẽ nguội mất các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà chưa hết nha Dũng. Cái điều đặc biệt nhất là Diễm rất là tò mò. Hình như hồi nãy gọi là nấm ôm dừa hay sao các bạn. Nói chung là người ta vừa mới mang cho mình một trái dừa này. Và có giữ giấy bạc đó để kiểu là giữ ấm ấy. Thì một tí nữa mình ăn là mình sẽ bắt đầu là khui ra nha. Rồi nhìn cái mâm này thật sự là mình thấy là quá là thịnh soạn luôn. Cái món chay nhưng mà người ta kiểu cảm giác là người ta nâng tầm lên ấy, người ta trang trí thì có rất là đẹp luôn. Nhưng mà ngày hôm nay là giống như là đi mình với anh Dũng là đi ăn mừng nha. Diễm nghĩ là nếu như ngày hôm nay Diễm vui một thì có lẽ anh Dũng sẽ là người vui tới 10 lần. Nên là đầu tiên là lấy nước uống thay cho rượu. Xin chúc mừng anh Dũng nha. Vô là mình Diễm, mời tất cả các bạn nha. Thông qua đây thì mình cũng phải cảm ơn khán giả kênh Phạm Dũng rất là nhiều. Đã luôn yêu quý và quan tâm tới ngôi nhà mà mình xây tặng mẹ. Thì từ từ mình sẽ chia sẻ nó nhiều hơn. Vô. Vô. Mời cả nhà nha. Đã nha. Cái mùi thơm nước chanh dây ha. Chanh dây. Rất là mạnh luôn. Chua. Theo đây là nãy hồi nãy Diễm gọi ly này gọi là detox cơ thể. Đó nên là mình uống cho nó chua chua hoặc mình ăn sẽ ngon hơn. Với rất là nhiều món ngon như này thì mình nghĩ là làm một cái ly nước chanh dây pha như này, pha loãng nha bạn, không đặc, thì nó sẽ tạo cho mình cảm giác là ăn ngon miệng hơn. Đó. Nếu mà nói về những cái món chay nha các bạn thì chả giò Diễm nghĩ là một trong những cái món phổ biến nhất. Tại vì mọi người hay dùng chả giò để ăn kèm với bún này hoặc là ăn với cơm ấy. Thì chắc là để cho nó giòn đó, là người ta mang ra thì mình sẽ tranh thủ ăn luôn. Đó, các bạn thấy này. Xin phép là cầm tay nha. Đúng rồi, cái này phải cầm tay đúng không ạ? Đang còn nóng nha, tất cả các món ở đây khi mà đem ra đều nóng hết nha các bạn. Vô. Nhưng mà mình đợi đầy đủ lên mình mới ăn. Vô. Mời cả nhà. Ở đây có tương ớt với tương cà luôn này. Mình sẽ chấm xíu tương ớt đi. Mời cả nhà nha. Thơm quá. Ui, đang còn nóng bốc khói đấy. Giòn lắm. Trong này Diễm thấy là có nấm này, có những cái loại giống như là hạt đấy các bạn. Đấy. Ăn nó kiểu bùi bùi. Để mình thử cái chả giò của mình nha. Ừ, nóng à. Mà họ dùng cái vỏ này hơi dày ha. Cảm giác như là cái vỏ này có một lớp bột mà thế mà. Ừ. Hay là họ quấn nó chặt ta. Không, cái vỏ này chắc là họ dùng cái vỏ hơi dày một tí mà. Nên là mình ăn thì nó sẽ giòn nhưng mà nó hơi cứng nhẹ một tí. Chính xác, cái vỏ dày, giòn và hơi cứng. Nhưng mà ăn rất là thơm. Cái hương vị của nó là vừa ăn, mặc dù là ăn chay nhưng mà không bị cảm giác là nhạt nhẽo. Ăn rất là ngon các bạn. Cái này mà chấm thêm một chút tương ớt này, hoặc là nước mắm chua ngọt. Ở đây thì có nước mắm chua ngọt. Cái điều đặc biệt đó là lúc nãy các bạn nhớ Diễm gọi không? Chả giò gạo lứt. Bên trong nó là cái hạt gạo lứt cho nên anh Dũng ăn thấy nó kiểu thơm thơm mà dẻo dẻo không? Đó là hạt gạo lứt nha các bạn. Ngon quá. Lạ miệng á. Cái hạt gạo lứt làm cho mình có cảm giác là càng nhai nó càng dẻo, càng thơm. Người ta sử dụng khá là nhiều cái loại hạt để làm cho cái nhân của cái gỏi cuốn này nha. Ngon. Hôm nay là ví dụ như mình có nhiều sự lựa chọn nha. Ví dụ như cái này là mình gọi là chả chiên, chả giò đúng không? Đó, chả giò. Nhưng mà đây Diễm lại còn gọi thêm cái này là đậu hũ non chiên xù. À,
một cái miếng đậu hũ phải nói là quá là bự luôn á. Mình nghĩ mà nếu mà ăn chay ở nhà để chế biến ra những món này chắc là hơi khó, tại vì mình cảm giác là rất là cầu kỳ bạn Diễm mà. Anh Dũng biết là nếu mà mẹ ở nhà mà mẹ ăn chay á là mẹ ăn gì không? Mẹ Diễm là ăn chay nha. Xong rồi sáng ngày hỏi là mẹ có mua đồ để nấu đồ chay không? Mẹ bảo không. Mẹ Diễm ăn chay là sẽ lấy một chén cơm, xong rồi rắc cái muối gọi là muối mè, xong rồi cho trái chuối lên. Hoặc là có hôm thì ăn chay sẽ là chỉ ăn với chao hoặc là muối tiêu giả ra thôi. Nên là nếu mà có dịp mà mẹ lên này thì mình sẽ dẫn mẹ đi ăn nhà hàng chay để về mẹ thêm đa dạng, mẹ biết làm đồ chay các bạn ạ. Đây, cái này là chiên xù nè. Ở bên trên này họ đắt cái giống như tàu hũ non mà chiên giòn mà giả ra. Và có cả mè đen nữa nè. Cái này thì sẽ chấm với cái có nhiều loại nước chấm đó, tương mình thích cái nào thì mình chấm cái đó. Mình cứ chấm tương đi các bạn ạ. Đây, chấm miếng tương cà nha. Mời cả nhà nha. Nóng không? Còn nóng hổi à? Có một điều mình tìm hiểu thì mình được biết là các cái món ăn chay á, đôi khi nó còn khó, tốn kém và khó chế biến hơn các cái món ăn mặn nữa. Đậu thơm mà bùi lắm anh Dũng. Đậu quá. Diễm nghĩ món này anh Dũng sẽ rất là thích đấy. Để mình thử một miếng xem nào. Ngày hôm nay là ăn mừng nên là mình sẽ cùng ăn với bạn Diễm hơi nhiều một chút. Mời các bạn nha. Và món đậu hũ cũng là món khoái khẩu của Phạm Dũng nữa. Cái hương vị thì là cái vỏ thôi các bạn, còn bên trong thì mình cảm giác là nó là nguyên bản của cái đậu. Xuất sắc ha. Nhưng mình thích cái lớp vỏ hơn cả cái đậu luôn á. Mình nghĩ cái này á tốn công sức nhất là chế biến cái phần vỏ. Cái vỏ nó cảm giác là nó giòn. Mà ở trên người ta có cái lớp này nè, nhìn thơm á. Một lớp vỏ khá là dày nha các bạn. Bên trong là tàu hũ kỳ, tàu hũ non. Ngon quá. Nếu mà cái này ăn với lại cái phần này các bạn này mà cho lên cơm ấy, ăn cũng rất là ngon nha. Kêu có ly đề tóc này là cứ vừa ăn đồ chiên dầu là mình làm thêm miếng nước. Wow, đã quá. Ở đây là cái món này là một hồi mình sẽ cuộn với bánh tráng này các bạn này. Thì vẫn có đậu hũ này nha. Đó, nhưng mà họ chiên khéo anh Dũng ha. Chiên vàng vừa phải vàng này. Đều và cảm giác là cái miếng đậu hũ là cũng được chọn lựa rất là kỹ. Chiên không bị cháy này, không bị sẹp này, không bị quá xốp này. Còn cái này là chả. Đó, chả chay á các bạn. Người ta xào á với lại cái thì là này và hành tây. Nhưng mà mình rất là ưng ở cái chỗ là cái phần rau ấy này, rất là sạch sẽ và non nha. Người ta ngắt sẵn hết cho mình này, mà mình chỉ cần việc cuộn bánh tráng thôi. Đó, Diễm sẽ thử luôn nha. Ở đây thì người ta có cho Diễm một cả một dĩa cái bánh tráng, nhưng mà mình sẽ cuộn với lại rau trước xem thế nào. Đây, thay vì nếu như mình ăn mặn thì cái phần này sẽ là thịt. Đó, thì bây giờ mình thay vào đó là mình dùng cái chả chay này. Đó. Nhưng mà phải nói là những món mà có thì là các bạn, cái mùi của nó rất là mạnh luôn nha. Thì là thì nếu mà đậu mặn thì có rất là nhiều món để chế biến luôn. Đây, đây là mình có một chén cái chén sốt này các bạn này. Bình thường thì mình sẽ có mắm nêm mà Diễm à, nhưng không biết đây là tương hay là cái gì ha. Chắc là tương ấy. Đây, loãng nha các bạn, vừa phải rồi. Mời cả nhà nha. Hơi mặn mặn, hơi tương bần á. Giống tương bần á. Diễm thấy á, nếu mà gọi là làm món chay, nhiều khi người ta nói là làm mà cho nó đa dạng ấy thì phải gọi là có kinh nghiệm, là có tìm hiểu. Chứ nhiều khi làm món chay mình sẽ rất là dễ bế tắc trong cái việc là không biết là sẽ
mua cái nguyên liệu đó về, nhưng mà làm sao để cho nó ra theo nhiều món khác nhau á. Đây có một miếng chả này, mình chấm luôn cái tương này nha, mà không cuộn bánh tráng. Mình đang tò mò là không biết ngày mai khi mà clip này đăng lên thì khán giả kênh Phạm Dũng sẽ đón nhận như nào. Tại vì thực sự là mình biết rằng có nhiều khán giả kênh Phạm Dũng là cũng muốn là lâu lâu mình review món chay. Nhưng mà để xem là ngày hôm nay cũng là một phép thử, xem là khán giả kênh Phạm Dũng là có thực sự thích Phạm Dũng review món chay hay không. Mọi người xem comment nhiệt tình để mình có động lực đi quay đồ chay tiếp nha các bạn. Tại vì ăn chay thì hầu như là do là cái công việc đi review ấy, cho nên là tụi mình cũng ít khi ăn chay, từ khi là đi quay thôi. Nhưng mà đi quay thì không phải là quán nào, nhà hàng nào mình có thể liên hệ được. Nhưng cái này ngon anh Dũng ạ. Chỗ này nè, cái miếng này nè, nó không quá dai nha, nhưng mà nó mềm mềm, mình sẽ dai nhẹ thử thôi. Một miếng chả xem nào. Chắc chắn là chả chay rồi. Và kể cả nước mắm nữa. Gọi là nước mắm chua ngọt nhưng mà cũng là nước mắm chay. Mời các bạn nha. Cái tương này cũng đậm. Mẹ ăn cơm ngon nữa. Ngon mà Diễm à. Cái này Diễm nói là hoặc là làm bún mà kiểu mà ai ăn chay thì sẽ biết ngay được cái món là bún nước tương rau sống á. Cái này mà chan xong bỏ lên ha. Cái chả này là hoàn hảo đấy. Ăn thơm mùi thì là nè, đậm đà bên ngoài nè, và cái miếng chả nó mềm, bên trong nó có một chút dai dai nhẹ, không bị thô, bị sơ, bị cứng mà rất là mềm luôn. Cảm giác là nó có nhiều hương vị ở trong nó chứ không có bị nhạt như là các cái món ăn chay mà mình đôi khi mình hay mua ở chợ. Hôm nay đi ăn chay cũng tâm sự với các bạn. Nhiều khi là các bạn, thật ra là mình với anh Dũng thì nói rất là nhiều lần trong việc là tụi mình đi review ấy, nói review nhưng thật ra là đi ăn và đi chia sẻ với các bạn, là tụi mình thứ nhất là tìm hiểu, mình quan sát, và thứ hai là không có liên hệ trước, không có sắp xếp trước. Đấy, với những quán mà các bạn có thể tới những quán mà mình từng quay rồi các bạn hỏi thì các bạn có thể thấy và nhận biết cái điều đó. Thế nên là nhiều hôm nay thì mình đọc comment các bạn nói là cái việc là ghé đại một quán nào, không phải là ghé đại đâu các bạn. Diễm nói thật đó, nói rất nhiều lần luôn là tụi mình đôi khi mất tầm khoảng cỡ 3 tiếng đồng hồ chạy xe máy để tìm một cái quán ăn chia sẻ với các bạn. Và đôi khi nếu mà những quán như là vỉa hè bình dân ấy thì trong đó sẽ là ẩn chứa những câu chuyện về những nhân văn trong cuộc sống. Nên là chứ không phải là mình tìm đại một quán thì mình ghé vào đâu nha các bạn. Mọi quán thì mình đều lựa chọn rất là kỹ, nhưng mà phải là cái chữ duyên đó. Cái duyên ngày hôm đó mình gặp cái quán nào mà nó phù hợp với cảm xúc, cũng như là nó phải là chất lượng nữa. Lại là ẩm thực thì mỗi người một cảm nhận các bạn. Nhưng mà thực sự là mọi người nên thử cái chả này. Ngon ha. Nếu như cái phần chả này mà chỉ để xào lên để ăn cơm vậy mà sẽ rất là ngon luôn. Mình không biết là ở đây họ sẽ xào hay là chiên nhẹ nữa ha. Mình nghĩ là xào. Đấy mình xé vậy nha. Nhưng thật sự là có hai món Diễm nghĩ tới, một là ăn với cơm trắng, hai là mình chan nước tương. Xong dưa leo bằm nhuyễn nhuyễn ra ha. Ông bỏ một tí xoài, tí xà lách rồi diếp cá vô. Chan nước tương tỏi ớt mà có tỏi Lý Sơn nữa thì là đúng bài luôn. Khi mà đi thưởng thức những món chay trong nhà hàng như này này thì mình mới hiểu được là đôi khi có những gọi là những người giàu có, họ có thể là ăn chay, gọi là ăn chay trường luôn. Tại vì là họ có điều kiện để chế biến những món chay mà nó đa màu sắc, đa hương vị và nó cao cấp. Chính vì vậy mà ăn nó không bị nhàm chán và vẫn đủ dinh dưỡng các bạn. Đây, hôm nay là Diễm thử cả, cái này là cái nước mắm nha các bạn. Mình lại hợp với cái nước mắm chua ngọt hơn là cái tương này. Cái tương thì Diễm cảm giác là nó sẽ hơi mặn mặn một tí. Còn cái này là nước mắm chua ngọt. Xong nhưng mà mình đố bạn Diễm á, là nước mắm chua ngọt trong món chay thì cái phần nước mắm sẽ được làm từ cái gì để ra cái nước mắm? Có nước mắm chay luôn á. Rồi, nhưng mà nguyên liệu để làm ra nước mắm chay thì bạn Diễm có tìm hiểu không? Hồi đợt Diễm có đọc một lần rồi nhưng mà không nhớ chính xác. Đây Diễm nghĩ chắc cũng nhiều người thắc mắc lắm á. Nãy giờ là mình cũng đang thắc mắc. Ngay từ lần đầu tiên mình chấm vào cái nước mắm này mình cũng hơi giật mình một chút. Thì mình mới nhớ ra là mình đang ăn nước mắm chay chứ không phải là nước mắm kia, nên là nó sẽ không có cái độ đậm đà mà hương vị mạnh như là cái nước mắm mặn được. Nhưng mà có bạn nào biết à nước mắm chay làm từ gì thì comment giúp Diễm nha, tự nhiên quên mất luôn các bạn. Nhưng mà ngon đúng không bạn Diễm? Nói chung mình ăn chay này thì mình ăn mình có thể là giảm đi cái lượng gọi là chất đạm nạp vào người, thay vào đó là rau này chất xơ các bạn ạ.
ngon. Phải nói là hôm nay là đúng kiểu là ban đầu là cũng hơi lo các bạn, nếu là không biết là mình vào nhà hàng chay thì mình sẽ gọi món như thế nào, rồi không biết là có đa dạng hay không. Nhưng mà phải nói là quá đa dạng luôn. Mình gọi thế này là chỉ mới một phần nhỏ của nhà hàng thôi nha. Ở đây là món gỏi đau má. Gỏi đau má và nấm đậu hũ, có đậu phộng nữa. Đố anh Dũng cái này gọi là gì? Hình như là từ cái sườn chiên đúng không? Hay gọi là với sườn chiên mà nó giống như là cái hay gọi, người ta hay gọi là sườn non ấy. Sườn non đấy. Đấy, nhưng mà cái miếng lớn như là 3-4 ngón tay mà họ cắt nhỏ ra. Cái này mà các bạn chỉ cần ướp cái sườn non này, chiên nó cũng ngon lắm. Trong này thì em thấy là có cả cái nấm này. Nấm này thì họ xào này, nấm đùi gà xào, rồi hành tây. Đấy, và nó rất là nhiều đậu phộng luôn nha. Mà cảm giác là sẽ rất là chất lượng đấy. Tại vì mình khi mà bạn Diễm trộn lên này, thơm đúng không? Nó thơm. Và thứ hai nữa là các cái nguyên liệu nó hòa quyện vào nhau chứ không bị rời rạc. Đặc biệt là trộn gỏi rau má thì các bạn sẽ thấy là đôi khi là cái rau má nó cồng kềnh, nó dài. Thì ở đây họ sẽ cắt ra là nó ngắn gọn lại. Thứ nhất là ngắn gọn, với lại cái thứ hai quan trọng là Diễm cảm giác ở đây người ta lựa cái lá rau má này cũng là cái lá nó vừa phải, lá nhỏ nhỏ hả anh Dũng nè. Nó không có to quá ấy. Đấy, bây giờ gắp thử miếng nha. Mời cả nhà. Ôi. Hương vị thế nào bạn Diễm? Ở đây nhà hàng chay nha các bạn. Nhưng mà Diễm ăn Diễm cảm giác hầu như là cái gỏi này các bạn không cần phải chấm gì nữa hết. Cái nước sốt của họ khá là đậm đà ấy. Để mình thử một đũa xem như thế nào. Mình cũng nghĩ là nó sẽ đã hòa quyện hoàn hảo rồi. Nước sốt sệt lắm. Khi mà nhìn trộn như thế này các bạn đã biết rồi. Mời các bạn nha. Kẹp với lại cái miếng sườn non này nó giòn. Rồi. Đậm đà hết, giòn. Trộn rất là thấm. Ăn vào miệng nó đậm đà, nó thơm. Càng nhai càng thơm cái rau má. Hy vọng là đầu bếp của nhà hàng có xem được video này là nhập củ dừa của Phan Diễm về để làm gỏi chay nữa nha. Riêng cái dĩa gỏi này nha, mình có thể là làm một chén cơm và ăn, vừa ăn gỏi rau má này vừa ăn cơm luôn, rất là ngon, không bị nhạt nhé các bạn. Nước mắm nó hơi ngọt ngọt một chút. Ngon không thấy à? Ăn chay nhưng mà rất là đa dạng luôn nha, mà đậm đà mà thơm nữa. Hầu như là ai mà không quen ăn chay thì Diễm nghĩ là mình vào những nhà hàng, những quán như thế này á thì là ăn nhiều luôn là ăn khác. Ở đây á là mình còn hai nồi vẫn còn ấm luôn nè. Hai nồi cái thủ. Nếu mà Diễm không nhầm thì là nấm nướng. Ủa? À, cơm chiên. À, cái này là cơm chiên. Đấy, mình vừa nhắc tới cơm là bà Diễm mở nắp vào đúng cái cơm luôn. Cái này như là mở nắp trúng thưởng á. Tại vì mình chưa hề mở ra nha các bạn. Đây. Thơm quá. Ôi. Nếu như đây là một nhà hàng mặn thì sẽ là cơm chiên cá mặn. Còn nhà hàng chay này thì mình không biết gọi là cơm chiên gì đây. Cơm chiên nãy gọi là cơm chiên trái cây anh Dũng. Cơm chiên trái cây. Trong này thì Diễm thấy là có thơm này, rồi cà rốt này, đậu này. Mà cái nhìn thôi, về phần nhìn thôi nha, là mọi người thấy là hấp dẫn chưa? Đó. Thử luôn nha. Trời ơi, nhìn cái hố cơm phải nói là vô cùng hấp dẫn luôn. Anh Dũng có thử muỗng không? Để muỗng này cho anh Dũng nha. Chút nữa mình sẽ thử. Ăn cái này là mình sẽ khoan chan nước tương gì hết nha các bạn. Cứ thử luôn nè. Trong này có cả chả nữa. Chả họ cắt ra, cắt vuông vuông ấy. Đây, nhìn muỗng này chất lượng chưa? Tuyệt vời luôn á. Nhưng mà cơm này Diễm ăn có cái hậu hơi ngọt ngọt nhẹ một tí. Thơm. Cái hạt gạo kiểu dẻo dẻo các bạn, không bị khô nha. Mình nghĩ để có cái thố cơm chiên ngon này, đầu tiên phải là cái hạt gạo nó cơm phải là hạt gạo ngon, gạo mắc tiền cái đã. Rồi thứ hai nữa là cái phần cầu kỳ, tại vì
nhìn sơ bằng mắt thường thì mình cảm giác là có 4-5 loại nguyên liệu ở trong cái thố cơm này rồi. Hành phi nhiều nên thơm lắm anh Dục. Hành phi với lại Diễm cảm giác là có những nguyên liệu đồ chay mình không biết nên gọi tên là cái gì nhưng mà nó đậm đà lắm. Anh Dũng thử một muỗng luôn đi. Ngon lắm. Xin phép thử một muỗng ở trong cái này. Mình lấy một muỗng nha các bạn. Muỗng mới luôn đấy. Mời các bạn nha. Trời ơi, nó ngon. Có hạt mềm, có hạt giòn. Nhưng mà cái hạt giòn thì rất là ít. Và đây là đúng gu Phạm Dũng luôn. Và thứ hai nữa là ăn nó nhiều hương vị ở trong miệng mình. Hạt cơm không bị khô. Có những phần rau này, rau xanh này, như là trái đậu que, cà rốt, cà rốt, chả, chả, rồi ngay cả cái phần mà như là ruốc các bạn nhớ mà. Thì không biết là từ nấm hay cái gì nhưng mà ăn rất là đậm đà luôn. Đấy. Đó là cái mà Diễm nói là Diễm không biết gọi tên là cái gì. Tại vì theo Diễm nha là được họ giống như cái phần mà cái sườn non á Dũng, khi mà họ chiên lên xong họ xé xé sợi hoặc làm sao ấy. Mình không biết là chính xác không nhưng mà nó ngon lắm, nó thơm lắm. À, đây cũng là một trong những món mà mình nghĩ là mọi người có tới đây ăn thì nên thử này, cơm chiên. Mà nhiều khi nó còn ngon hơn cả cái phần cơm chiên mặn mình hay chiên ở nhà nữa cơ. Đây, thêm muỗng nữa nha. Đây. Cái này nếu mà đi mà gia đình có em bé thì có thể gọi phần này cho các bé ăn. Đó sẽ rất là bắt. Khi mình gọi một phần cơm nha, sẽ đi kèm thêm một cái thố canh. Thố canh cho các bạn nữa. Đấy, này là canh cải thôi, mình coi thử coi. Đúng là ăn cái thố cơm này mà các bạn sẽ cảm nhận được là cái sự chu đáo, cao cấp cũng như là hoàn hảo của món chay các bạn nhớ mà. Một phần này Diễm cảm giác là nếu mà hai người ăn thì cũng được. Gọi thêm một hai món nhỏ nhỏ nữa. Còn cái chén canh này thì trong này là có cả cải này với lại là cái nấm bầu ngư hay sao các bạn. Đấy. Còn một cái thố này nữa. Đó là các bạn nhớ là thố gì? Nấm rơm ít nấm nướng hay sao ấy. À. Cái này là sẽ trong giấy bạc luôn này. Mình coi thử nha. Ui, nóng đấy. Wow. Giống phô mai quá hả? Trời ơi, cái món này mình nghĩ là sẽ còn đặc biệt hơn nữa đấy. Đây, Diễm sẽ lấy một đôi đũa mới để mình khui, mình kéo sợi ra nha. Mang về kế bên Diễm cho nó gần, dễ tháo thôi các bạn. Đây, cảm giác giống như là phô mai kéo sợi á ha. Đó, các bạn coi nè. Wow. Thơm quá. Hình như bên trên là những cái hạt đậu anh Diễm ha. Mình chưa ăn món này bao giờ trong cái suốt những năm đi quay các bạn. Đó, ở trên cái phô mai mà sợi nó kéo dài như thế này bạn Diễm biết làm cho mình nhớ tới món gì không? Đó là món pizza. Mình cũng thích ăn pizza mà có nhiều phô mai kéo sợi các bạn. Thử xem là kéo được tới đâu nha các bạn. À, kéo tới đầu thơm tới đó luôn ấy. Giống như mạng nhện. Ui. Mình nghĩ chắc là có thể kéo tới cầu Sài Gòn đấy. Mà dài quá. Tại vì cái khu vực này là quanh cầu Sài Gòn đó các bạn. Từ cầu Sài Gòn đi lại đây thì chắc là chưa đầy một cây số đâu. Và trong khu này thì nhiều món ăn ngon và các cái tuyến đường đi thì thuận lợi hết, đường lớn. Thơm quá anh Dũng ạ. Trời ơi. Trong này là có xả nha các bạn. Kiểu cảm giác ở dưới này là người ta nướng sao mà nó thơm này. Có xả này cho nên là khi mà mình khui ra cái mùi nó thơm, nó đậm đà lắm. mình định ví dụ với lại một món mặn nhưng mà Diễm nghĩ là thôi chắc không nên. Nếu mà anh Dũng bảo là cái món mặn anh Dũng biết cái món gì không? Đó là dê sông đá. Đấy, bây giờ thử luôn nha các bạn. Mình sẽ phết lại một tí cái phô mai kéo sợi này. Cái này gọi là nấm gì em ha? Nấm nướng dầu hào à? Dầu hào. Dạ. Em tưởng nó là nấm nướng phô mai chứ. Ăn món này mà nhức nách luôn. Tại vì phải kéo sợi phô mai lên các bạn. Họ làm cái mùi xả nó thơm.
Đây, mời cả nhà nha. Thơm quá. Anh Dũng biết không? Món này á, thiếu một phần đi kèm đó là một tô cơm trắng. Ăn với cơm trắng là hết bài. Thôi thì có cơm chiên thì mình ăn cơm chiên. Mình sẽ thử một miếng nha. Xem nấm. Là cái nấm mà nướng dầu hào mà có phô mai ở trên thì nó sẽ như thế nào. Hậu ngọt lắm. Vô. Vô. Mời các bạn nha. Chấm một tí nước tương. Cái món này thì họ làm vừa phải, không có đậm lắm. Đây lại tiếp tục là một món mà ngon xuất sắc nữa. Cái nấm nó vẫn giòn, hơi béo béo nhẹ bên ngoài một chút và thơm với mùi xả. Cái nấm nó xỉu mềm mềm giòn sực sực một tí các bạn, nhưng mà đây đúng kiểu là nướng này, người ta sẽ làm nó hơi cháy cạnh một tí này đó. Nướng sao khéo quá ha. Mà cái này thật sự là nếu ăn kèm với cơm chiên là không ngon nha Dũng, tại vì nó cũng có cái độ béo rồi, nên là kết hợp với cơm chiên sẽ không hoàn hảo bằng cơm trắng. Cơm trắng thì Dũng nghĩ một phần này là các bạn đang đói nha, phải làm 3-4 chén cơm ấy. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt với món chay đấy. Đây đều là những cái món mà trước giờ mình chưa từng ăn về món chay hết. Trước đây thì mình đi chùa thì lâu lâu vẫn ăn cơm chay ở chùa, thì có đậu xào, rau xào, hủ tiếu chay, có đậu hũ. Nhưng mà cái cách chế biến thì nó khác hoàn toàn. Ở đây thì mình nghĩ rằng nó ở tầm nhà hàng cao cấp rồi, nên là nó sẽ rất là nhiều cái hương vị. Tuyệt vời. Mình sẽ ăn thêm một đũa nữa trong khi nó còn nóng. Thực sự là món này rất là ngon nha. Đôi khi là mình ăn chay thì mình cứ nghĩ là nó có một vài món đơn giản thôi, nhưng mà thực sự là có quá nhiều cách để chế biến món chay. Mà cái thố này nhiều lắm nha. Còn có lá chanh nữa. Đây nè, anh Dũng coi nè. Rất là nhiều luôn. Hình như mấy loại nấm luôn hay sao ta. Ngon quá. Hôm nay chỉ ăn đồ ăn thôi. Vừa có chanh vừa có xả. Nhưng mà quan trọng là cái xả bỏ vào nó làm cho cái hương thơm nó dịu nhẹ, nó không bị sốc quá nồng cái mùi xả các bạn. Mà có một cái Diệm đang thắc mắc các bạn. Người ta bảo là, Diệm vừa đọc ấy, nghe bảo là hôm nay là ngày dài nhất trong mấy năm, mấy trăm năm qua đúng không? 228 năm vừa qua thì ngày hôm nay là ngày mà cái ngày hạ chí nó tới sớm nhất. Trước đây là ngày 22, nhưng mà năm nay là vào ngày 21. Nhưng mà ở đâu sẽ là nắng nhiều nhất ta, chứ ở Sài Gòn hôm nay thấy là âm có ngày. Tất cả cái dự báo thì đều nói là cái ngày này sẽ là ngày mà mặt trời chiếu lâu nhất trong ngày, nắng nó kéo dài nhất. Nhưng mà riêng ngày hôm nay thì ở Việt Nam mình thì ở khu vực nước ngoài gần như là đều mưa hết, kể cả ngoài Bắc cũng mưa nữa. Hình như là Bắc Âu hay sao. Đây còn một món này nữa là gọi là gì ta, nấm ấp dừa. À, dừa ấp nấm. Đây là dừa ấp nấm nha các bạn. Cái món này ăn sao bên trong nó có nước sốt như là cà ri á ha. Lạ quá hả, cũng lại là nấm. Bình thường mình đi siêu thị á, đi chợ mình thấy rất là nhiều loại nấm, nhưng mà chỉ biết một là xào, hai là nhúng lẩu thôi. Thì ngày hôm nay là có thêm một vài cách chế biến rất là ngon nữa. Giống cà ri anh Dũng. Này cho lẽ là bây giờ mình thêm, kêu thêm một bánh mì chứ. Đây bây giờ Diễm sẽ thử một miếng nước nha. Đấy. Đây các bạn coi cái nước này. Thơm. Giống cà ri không? Này rất là nhiều nấm luôn này. Cái này một là bánh mì, hai là sẽ ăn kèm với bún đúng không ạ? Thế để em cho một tí bún vào để cho đúng bài theo kiểu của nhà hàng. Không, thật sự có một cái này gì nãy giờ Diễm quan tâm ấy là cái sợi bún các bạn. Cái sợi bún ở đây là sợi bún không có bị mùi kiểu chua chua hay bình thường mình đi ăn ấy nha, mà sợi bún rất là thơm luôn. Nãy Diễm cuốn bánh tráng là Diễm đã ấn tượng rồi. Đây đó là bún chất lượng đấy. Giờ chan lên nha. Bạn nào mà kêu ăn là mình ăn tới cùng luôn nha các bạn. Ăn tới cùng cạn cái đáy của cái trái dừa luôn, xong bắt đầu mình nạo cái cơm dừa này nè. Đấy.
ăn rồi không bỏ sót gì luôn. Chắc người ta nấu người ta trong này sẽ có cả nước dừa tươi ấy. Mà quan trọng là cái độ nóng của nó vẫn còn giữ được bạn Diễm à. Ừ. Thơm quá. Đây Diễm bên này là đang ăn như vẫn đang chuẩn bị cái nồi lẩu rồi đấy. Mà cả nhà nha. Diễm cảm giác là hậu ngọt của nước dừa nhưng mà nó giống tới khoảng tầm 70% là cái cà ri anh Dũng ạ. Chỉ thiếu thịt thôi. Về cách nấu thì giống cà ri rồi. Ngay khi mà mở cái nắp cái mùi của nó làm cho mình nhớ ngay tới món cà ri. Kiểu là có lá, có xả này, có cái mùi của cà ri này. Giống này thì chắc là lá cà ri hay lá chanh gì đấy. Không mà có độ béo béo này. Mày kêu theo bánh mì là đúng bài luôn. Nhưng mà ngon nha. Người ta bảo là ngày xưa á, ở dưới Diệm nói là ăn mà ăn cái mài của cái dừa này là kiểu chưa có chồng mà ăn là vô duyên á. Bây giờ là mình đám hỏi xong rồi các bạn chắc không sao đâu. Mình thử luôn nha. Kêu cái trái dừa này nó rất là hợp lý ở cái chỗ này nè. Mạo này là ăn luôn. Mà cái dừa này là đang còn non á, nên ăn nó sẽ béo. Mình mà Dũng chia đôi. Không anh Dũng ăn đi, nếu mà có vô duyên thì Dũng. Đây. Mời các bạn nha, mình cắn một nửa, bạn Diễm cắn một nửa. Không, bạn Dũng ăn hết đi, xong bạn Dũng chan một tí nước này nè. Ừ. Ôi, ngon quá. Cái dừa mà đang ở cái độ non này gọi là cái gì bạn Diễm? Nếu mà cái cơm dừa đang ở cái độ non này thì có cái tên gọi nào khác không? Dừa non. Cơm dừa non ha. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà đây này, cái mà Diễm đang muốn anh Dũng thử là cái này nè. Đây. Cảm ơn bạn Diễm. Mời các bạn nha. Mình cũng rất là thèm cái hương vị thơm của nước cà ri. Thơm lắm. Mà kiểu nó thanh thanh ấy. Wow. Món này ngon quá. Béo vừa phải nè, thơm và hơi cay nhẹ ha. Nhưng mà thật sự là nhiều khi là đang định hỏi là giữa món này với món này thích món nào hơn. Nhưng lẽ ra là Diễm định chọn là cái trái dừa này. Nhưng mà thật ra để mà tùy theo cái mục đích mà mình ăn nha, thì hai món này lại không thể so sánh được với nhau. Nhưng thật sự là cả hai món đều gọi là cùng đẳng cấp. Nếu mà ăn bún thì gọi món này, còn ăn cơm thì gọi món này. Đó, tùy theo các bạn. Có thể là gọi cái nấm phô mai này để ăn với cơm chiên cũng được. Cơm trắng ngon hơn. Hết chén luôn rồi. Bây giờ là mình chỉ còn chờ cái nồi lẩu này. Lẩu này là lẩu tôm dung nha. Này, không nóng đâu. Nóng đấy. Thực ra cái này mà muốn nó sôi nhanh hay chậm thì mình chỉ cần cho lửa lên thôi. Người ta cho cái bếp này. Nhưng mà còn một món mình chưa ăn nha anh Dũng. Món gì mà gì á? À, đây. À, cái này là bánh hỏi nha các bạn. Xong rồi đậu phộng với lại hành phi nè. Hành phi này là hành phi cho mình nghĩ là quán tự làm luôn nè. Nó vàng vừa phải mà thơm. Nhưng mà cái mà mình để ý là cái này nè. Nếu mà mới nhìn sơ qua bạn Diễm có thấy đúng, giống như là những cái viên thịt nướng không? Các bạn có thấy ai đi ăn chay mà như mình với anh Dũng không? Chỉ nghĩ tới đồ mặn thôi. Đây này. Cái viên này nha. Thì hồi nãy Diễm có hỏi bạn nhân viên á là được làm từ cái gì, thì bạn nói là đây là công thức bí mật của nhà hàng, không thể tiết lộ được, chị cứ ăn rồi cảm nhận. Đấy. Nhưng mà mình cũng không biết là làm từ cái gì luôn á. Mà mình cảm giác rất là thơm. Đây, chấm với lại nước mắm thử nha các bạn. Lạ lắm. Nó không phải là đậu hũ chiên đúng không ạ nhỉ? Không phải. Hồi nãy là mình cứ tưởng là đậu hũ chiên. Ừ. Lạ lắm. Để mình thử nè. Anh Dũng thử xem. Cái này cũng là một cái món cuốn nha các bạn. Có bánh hỏi này, có các loại rau dưa này, rồi khóm. Đây. Giống như củ sắn á. Mời các bạn nha.
Anh còn hay nhau củ sắn bên trong không? Nhìn lão à, mèo ăn nhai không cảm nhận được các bạn. Chỉ biết là nó hơi ngọt ngọt. Cái nước sốt bên ngoài của nó làm cho mình liên tưởng tới món thịt. Thịt rim đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bên trong á giống củ sắn mà. Có một cái lớp hơi dai như là cái miếng sườn non này. Dai là cái bì này. Đó. Và một cái lớp hơi giòn giòn nhẹ. Làm cho mình liên tưởng tới củ sắn mà nhỉ mà. Ờ. Nhưng lại mà ngon hơn củ sắn. Đây. Bánh hỏi này. Các bạn Diễm khi mà Diễm ăn miếng này thì cũng xin đính chính với các bạn nha. Là đi ăn chay là không có giảm cân được nha các bạn. Đồ chay quá ngon luôn. Ăn nhiều ấy. Đây các bạn có thể cuốn với lại rau sống nha. Nhưng mà Diễm thì Diễm cứ vết lên một tí cái hành phi ấy. Diễm nghĩ buổi trưa hai người gọi một đĩa này là hợp lý luôn. Đặc biệt là các chị em mà Diễm à. Thanh đạm mà vẫn đủ chất dinh dưỡng, nhiều rau. Đây mình có thể là cho rau nấm vào luôn tại vì nó đã sôi hai lần rồi. Ở đây là mình sẽ có một đĩa này là cái đậu hũ nha các bạn. Đây thì nãy có là ba loại lẩu để cho các bạn lựa chọn đấy. Đây có rất là nhiều rau luôn nha. Này, bổ sung chất xơ này. Đầu tiên là nấm này. Những quán như này nó phù hợp cho những người mà lâu lâu muốn gọi là ăn thuần chay để cho thanh lọc cơ thể bạn Diễm ha. Ừ. Có thể là ăn vài ba ngày liên tiếp vẫn được luôn. Nước lẩu rất là thơm luôn. À, cảm giác như là hơi giống lẩu Thái một chút. Nhưng mà đây gọi là lẩu tôm dung nha. Tôm dùm này thì nhớ tới bạn Mai Thế Giới Bò đó. Bạn Thái là cái bên bạn Mai là có nồi lẩu tôm dùm rất là ngon. Rồi cả lẩu Thái nữa. Đây các bạn thấy cái mùi khói của nước lẩu này nó bay khắp cái khu vực này luôn rồi đấy. Diễm thích cái bún ở đây ghê á. Hôm nay là mình cũng hồi hộp lắm ấy khi mà quyết định là vào quán chay review ấy, nhưng mà với những gì mình được trải nghiệm từ nãy giờ thì cảm nhận là rất là hài lòng rồi Diễm ạ. Đúng rồi, no quá. Hồi nãy giờ Diễm nói với anh Dũng là hôm nay đi ăn chay mà còn ăn nhiều hơn bình thường so với lại đi ăn mặn nữa. Thơm quá. Trong này là có nấm này, có rau nhút này, có cả cái kèo nèo này, đậu bắp này, bắp chuối này, cà chua. Các bạn thấy là rất là nhiều loại rau luôn. Và có thêm một đĩa cái đậu hũ. Nếu mà nói về lẩu tôm dùm chay nó khác như thế nào so với lẩu tôm dùm mặn thì Diễm cảm giác là ở đây sẽ có cái độ thanh này, có độ béo rất là nhẹ nha, xong rồi chua chua cay cay vừa phải. Còn nếu mà mình hay ăn cái lẩu tôm dung mặn thì cái độ béo của nó rất là nhiều. Kiểu này nó thanh, nó gần gần giống như là lẩu Thái chua cay các bạn, lẩu chua cay á, mà nó sẽ có thêm cái vị béo một tí thôi. Cái quan trọng là sau khi mình ăn rất là nhiều món như này thì mình có thêm một cái chén lẩu kèm với bún để mình ăn cho nó điều hòa cái hương vị cho cái bữa ăn nó hoàn hảo hơn các bạn. Nhưng phải nói là hôm nay là mình khép lại bằng một bữa chay Diễm thấy rất là tuyệt vời. Đặt cái khu vực này thì không phải ai cũng gần đây để tới thưởng thức. Với những ai mà Diễm thấy là ở khu vực quận 1 này, hay là Bình Thạnh này, hay là ở quận 2 này thì sẽ buổi trưa đến đây là hợp lý nhất. Cái khu vực này thì nằm ngay đối diện với Thảo Điền này, ngay trên cầu Sài Gòn đi sang bên kia là Vinhome Bình Thạnh rồi, đi vào quận nhất rồi, nên là thực sự đây là một cái khu rất là sầm uất, nhiều
cái đường đi nó thuận lợi và có nhiều quán ăn ngon. Nên là mình nghĩ rằng ngày hôm nay cũng là một cái phần mở đầu cho cái những quán ăn ở khu vực này thôi. Hy vọng là tương lai là mình sẽ có dịp review nhiều quán ở đây hơn nữa. Còn ngày hôm nay là thực sự là một cái duyên và mình cảm nhận tới giờ phút này là một cái ngày may mắn cho mình và Diễm cũng như là gia đình Phạm Dũng các bạn. Khi mà một cái ngày đặc biệt trong vòng mấy trăm năm như vậy, mình lại bắt đầu chính thức khởi công cái ngôi nhà để tặng mẹ và kết thúc bằng một cái bữa ăn chay mà nó hoàn hảo như này. Mình cũng sẽ cố gắng thôi các bạn. Thời gian này thì cũng hơi bận cho nên là tụi mình sẽ tập trung ở Sài Gòn để khám phá ẩm thực ở đường phố Sài Gòn hay là những quán ăn đặc biệt như thế này để chia sẻ với các bạn. Còn cửa hàng của Phan Diễm thì thường là mọi người hay hỏi là lúc nào mà Diễm về cửa hàng để mọi người tới chơi luôn, thì bình thường nếu mà không đi đâu á, thì Diễm về cửa hàng tầm từ 10 giờ cho tới khoảng 3-4 giờ là Diễm bắt đầu lại đi quay. Nên nếu mà có ai mà có tiện đường ghé mua hàng thì một là có thể gọi vào hotline của Diễm là 0981 128 578, còn nếu mà tiện đường thì ghé địa chỉ 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để gặp Phan Diễm luôn nha. Còn một thông tin nữa là các bạn sẽ thấy là ngày hôm nay là có mình và Diễm thôi, do là gia đình nhà anh Hải Sapa TV là đi Bình Dương có những cái công việc riêng trong cái chuyến đi lần này nên là anh em mình không có đi cùng. Chắc là ngày mai thôi, khi mà các bạn đang xem clip này thì anh em mình sẽ gặp lại nhau và có những cái nội dung nó mới hơn. Clip này thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981 128 578, và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.